chào mừng các bạn đã đến với kênh Hồng Phim. Các bạn thân mến, là một trong những tiểu hoa đán hàng đầu thế hệ 8X, Triệu Lệ Dĩnh chắc hẳn là một cái tên không còn xa lạ với các mod phim đúng không? Được mệnh danh là Mỹ Nhân Cổ Trang, cùng với khả năng diễn xuất đỉnh cao, những bộ phim do nữ diễn viên tham gia luôn nhận được lượt xem khủng, đặc biệt là thể loại cổ trang. Nếu bạn yêu thích Triệu Lệ Dĩnh thì đừng bỏ qua top 10 bộ phim cổ trang hay mới nhất mà chúng mình giới thiệu sau đây nhé! 1. Giữ Phượng Hành, nội dung phim kể về nữ tướng quân ma giới thẩm ly triệu lệ dĩnh vì muốn đào hôn nên đã trốn xuống trần gian tại đây cô gặp nạn và được hành chỉ thần quân lâm canh tân cứu giúp một thời gian ở nhân gian, Thẩm Ly đem lòng thầm yêu hành chỉ thần quân, nhưng cô vẫn không biết thân phận thực sự của chàng. Chỉ đến khi quay trở về ma giới, Thẩm Ly bị phát hiện hành chỉ thần quân cũng chính là người ban cho cô mối hôn sự mà cô vốn đã từ chối. Và cũng từ lúc này, mối nhân duyên hay còn gọi là nghiệt duyên giữa Thẩm Ly với hành chỉ thần quân mới thực sự bắt đầu. Đây là bộ phim cổ trang mới nhất mà Triệu Lê Dĩnh tham gia, đánh dấu màn tái hợp với Lâm Canh Tân sau sở kiểu chuyện hứa hẹn sẽ làm bùng nổ màn ảnh khi lên sóng hai hữu phỉ hữu phỉ là bộ phim đã lên sóng gần đây đánh dấu sự trở lại màn ảnh sau khi kết hôn và sinh con của triệu lệ dĩnh bộ phim lấy bối cảnh thời nam bắc triều các thế lực phân bố khắp nơi khiến cho giang hồ náo động bất an lý trưng thành lập môn phái tại địa giới hồ tương thu nhận nhân sĩ võ lâm bắt đầu sống xa rời trần thế khi lý trưng qua đời danh môn của giang hồ cũng dần suy tan nhiều năm sau, cháu ngoại của Lý Trưng là Chu Phỉ, Triệu Lệ Dĩnh thủ vai, được một nam tử tên Tạ Duẫn, Vương Nhất Bác thủ vai cứu giúp, hai người dần gắn bó keo sơn. Nửa năm sau, Chu Phỉ và Tạ Duẫn lần nữa hội ngộ tại nhà tù Hoắc Gia Bảo. Đồng thời, cả hai đều bị cao thủ của địa sát Sơn Trang đuổi giết. Chu Phỉ được tiền bối sang hồ chỉ điểm, tập trung mài rũa đào pháp, bắt đầu hành trình diệt địa sát, bình loạn, cứu người dân. Tạ Duẫn từ đầu tới cuối đều đồng hành bên cạnh Chu Phỉ, hai người nắm tay nhau vượt mọi gian truân, sinh tử không rời. 3. Sở Kiều Truyện Sở Kiều Truyện được xem là một trong những bộ phim thành công nhất làm nên tên tuổi của Triệu Lệ Dĩnh. Phim lấy bối cảnh dưới thời Tân Ngụy, nhiều người dân trở thành nô lệ vì chiến loạn, mệnh như cỏ rác. Thiếu nữ Sở Kiều, Triệu Lệ Dĩnh thủ vai, bị đưa vào khu vực săn bắn để quý tộc giải khuây, may mắn được Thế tử Yến Tuân âm thầm cứu giúp nàng sau đó được mang đến Vũ Văn Gia, hiển hách của thành Trường An. Chứng kiến anh chị lần lượt chết thảm, Sở Kiều thề phải mang em gái rời khỏi nhà giam. Sở Kiều được Vũ Văn Nguyệt, Lâm Canh Tân thủ vai chú ý và hết lòng huấn luyện. Tình Ngụy tranh đấu liên hoàn, cả nhà Yến Tuân bị giết. Sở Kiều hiệp trợ hắn thoát khỏi nguy nan. Không ngờ khi trở về quê nhà, Yến Tuân dần dần hắc hóa, đầu dùng quỷ kế để xưng hùng. Sở Kiều hoàn toàn tuyệt vọng, quyết đường ai nấy đi với hắn. Yến Tuân lập ra âm mưu hại Vũ Văn Nguyệt, nhưng cuối cùng cả Sở Kiều và Vũ Văn Nguyệt đều rơi xuống sông. Vừa kết kết còn bò ngỏ, bộ phim đang được các mọt phim chờ đón phần 2 được khai máy, mong chờ lên sóng trong thời gian tới. 4. Mình lan chuyện Minh Lan Truyện cũng là một trong những bộ phim có lượt xem khủng của Triệu Lệ Dĩnh rất đáng xem. Bộ phim kể về lục cô nương thịnh gia Minh Lan từ nhỏ đã xinh đẹp thông minh nhưng số phận không may mắn. Mẹ đẻ bị hại qua đời, mẹ kế không yêu thương, phụ thân không xem trọng Minh Lan. Nàng bắt đầu che giấu sự thông thuệ của bản thân, vùi lấp mũi nhọn, nhẫn nhục trưởng thành, dù bị chèn ép nhưng vẫn sống kiên cường. Minh Lan kết bạn với Cố Đình Diệp, nhị công tử của Ninh Viễn Hầu. Cố Đình Diệp từng giúp Minh Lan cũng từng đối xử không tốt với cô. Hắn nhìn thấu sự thông tuệ sắc bén dưới lớp da mềm yếu của Minh Lan, cũng chứng kiến sự yếu ớt cô độc ẩn sâu bên trong vỏ bọc mạnh mẽ ấy. Triều đình bất ngờ thay đổi, dưới sự ủng hộ của Cố Đình Diệp, cháu của Triệu Giá được lập làm thái tử. Cố Đình Diệp cầm chiếu Cần Vương, diệt sạch phản tặc và cưới Minh Lan về hậu phủ. Sau khi thành hôn, Minh Lan trở thành hậu phương của phu quân, giúp chồng quản lý hậu viện, trừ bỏ kẻ gian nịnh và đạo trích. Minh Lan và Cố Đình Diệp hiệp trợ Minh Quân, củng cố chính quyền, nhận được nhân sinh mỹ mãn. Năm Hoa Thiên Cốt Ngũ Đại Thập Quốc chiến hòa không ngừng, triều chính sụp đổ, hậu thuộc quốc là nước yếu nên liên tiếp bị các quốc gia Tây vực xâm lấn, bà tánh bị vậy trong nước sôi lửa bỏng. Hoa Thiên Cốt triệu lệ dính thủ phai là bé gái mồ côi sinh ra trong niên đại này. Cơ duyên xảo hợp, cô thông qua khảo nghiệm trở thành đồ đệ duy nhất của trưởng môn Bạch Tử Họa, hoặc kiến hoa thủ vai sau khi gia nhập vào trường lưu hoa thiên cốt đi theo sư phụ tới các châu của hậu thục để trừ bạo giúp kẻ yếu và phá án vì cứu hoa thiên cốt bạch tử họa bị trúng kịch độc của tử huân hoa thiên cốt vì sư phụ mà gom đủ thần khí của chiến phương để cởi bỏ phong ấn của viêm thủy ngọc không ngờ, binh khí xuất thế khiến các thế lực tranh đoạt và khiến các nước Tây vực phát động chiến tranh đối với Hậu Thục. Vì để tránh cho mọi chuyện xảy ra, khiến thanh danh sư phụ bị hủy, Hoa Thiên Cốt hy sinh tính mạng để đổi lấy thái bình cho Hậu Thục. 6. Chu Tiên thành Vân Trí, thiếu niên Trương Tiểu Phàm, Lý Dịch Phong thủ vai, được thanh vân môn thu về làm đệ tử sau khi toàn thôn của cậu bị diệt. Vì để báo đáp tân tình của sư môn, Trương Tiểu Phàm chăm chỉ học hành và khổ luyện, nhưng vì không có tố chất nên không thể tiến bộ. Tiểu Phàm tình cờ gặp gỡ Bích Giao, Triệu Lệ Dĩnh thủ vai, con gái Quỷ Vương, người cũng đang lâm vào tình cảnh cô độc giống cậu. Bích Giao và người bạn tốt Lâm Kinh Vũ đã cùng đồng hành bên cạnh giúp đỡ Trương Tiểu Phàm vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Trải qua nhiều chốc trở cuộc đời, Trương Tiểu Phàm dần trưởng thành, tình cảm giữa cậu và Bích Giao cũng ngày càng sâu sắc. Nhưng biến cố nhanh chóng đến, quỷ vương vì muốn hồi sinh thần thú mà làm điên đảo thanh vân, tạo ra âm mưu liên hoàn. Trương Tiểu Phàm tự thân nghinh địch, thời điểm sắp chết, Bích Giao đã xả thân chắn lại một kiếm chí mạng cho Trương Tiểu Phàm. Từ đó, Trương Tiểu Phàm mang theo Bích Giao trọng thương, hôn mê lưu lạc khắp thế gian. Sau khi thất bại quỷ vương vẫn không từ bỏ âm mưu, Trương Tiểu Phàm đã dùng hết sức lực để đánh bại hắn giải bỏ gút mắt ngàn năm của hai phái, hoàn thành tâm nguyện thời niên thiếu với Bích Giao và Lâm Kinh Vũ. 7. Lục Trinh truyền kỳ Lục Trinh xuất thân danh gia vọng tộc vì để trốn khỏi sự đuổi giết của mẹ kế, nàng tham gia tuyển chọn cung nữ, bắt đầu bước vào trốn cung đình. Nhờ sự thiện lương, nỗ lực và thông minh cơ trí của mình, Lục Trinh trở thành nữ quan và bước vào trái tim chữ quân cao trạm. Tuy nhiên, sự cách biệt về thân phận và địa vị đã khiến cho tình cảm của hai người gặp nhiều thử thách. Lục Trinh bị cung nữ thẩm bích, Tiêu Hoán Vân, Lâu Thái Hậu dắp tầm hãm hại. Lục Trinh hiệp trợ cao trạm vượt qua âm mưu xoán vị của gia tộc Lâu Thái Hậu và lên ngôi thành công. Cuối cùng, nàng phó tá Âu Đế Cao Vĩ trở thành nữ quan quyền cao chức trọng nhất đại tề, trưởng quản việc trong cung và trong triều. Bộ phim do Triệu Lệ Dĩnh và Trần Hiểu tham gia đóng chính. 8. Thục Sơn Chiến Kỷ Phái Thục Sơn là đệ nhất danh môn chính phái trên giang hồ, trưởng môn Thục Sơn ra cắt ngự vì bảo vệ thiên hạ mà tranh đấu với phản đồ lục bào tôn giả, kẻ luôn âm mưu cướp đoạt xích hồn thạch của Thục Sơn. Đinh Ẩn vốn là thợ săn của Vân Thôn vì huyết án của Ma Tông mà được cứu lên Thục Sơn. Trong một lần tình cờ, Đinh Ẩn luyện hóa xích hồn, nhập vào cơ thể, trở thành đệ tử tu tập kiếm pháp của Thục Sơn. Sau khi phát hiện lục môn nữ Ngọc Vô Tâm, giống hệt ái thể đã mất, Đinh ẩn nhanh chóng rơi vào lưới tinh. Lúc này, trong phái cũng xảy ra dị động, có kẻ cầu kết với ma tông, âm thầm gây ra nhiều sóng gió. Bộ phim do Triệu Lệ Dĩnh và Trần Vĩ Đình tham gia đóng chính. 9. Cung tòa Trầm Hương Thời kỳ Khang Hy Thanh Triều, Trầm Hương vào cung làm tú nữ và gặp cung nữ Lưu Ly và trở thành bạn bè. Hai người tuy tính cách trái ngược nhưng luôn như hình với bóng. Lưu Ly vì mong chim sẻ trở thành phượng hoàng mà không ngại hy sinh thân thể. Sau khi bị cửu ca phụ bạc, cô giả làm Trầm Hương thành công tiếp cận với thập tam A-ca. Vì mộng tưởng của mình, Luli không tiếc phá hủy mối duyên của bạn tốt Trầm Hương và nhiều lần hãm hại cô. Trải qua nhiều trông gái chắc trở, Trầm Hương và Thập Tam A Ca mới đến được với nhau. Hai người cùng nhau quy ẩn và yêu thương nhau tới cuối đời. Phim do Châu Đông Vũ, Triệu Lệ Dĩnh, Trần Hiểu, Chu Tử Kiêu tham gia đóng chính. 10. Xe nhầm nhân duyên Thời Bắc Tống, gian thương Tô Quang Bình vì muốn chiếm đoạt tài sản của chủ nhân ngạo lòng Bảo Thạch vô kỵ nên đề xuất liên hôn. Thạch Vô Kỵ hoài nghi Tô Quang Bình có liên quan tới thảm án diệt môn 20 năm trước, nên chọn Tô Huyễn Nhi, con thiếp thất Tô Gia làm đối tượng xuất giá. Trong khi bỏ trốn, Tô Huyễn Nhi bất hạnh ngã xuống vực sâu. Vì để âm mưu có thể tiến hành thuận lợi, Tô Quang Bình bắt ép người có vài phần giống Tô Huyễn Nhi là Dương Ý Liễu Gà Sang. Thiếu nữ hồn nhiên thông minh Dương Ý Liễu, chịu nhiều chế nhạo và xem thường của Thạch gia, khi bọn đạo trích đột nhập phủ đang cứu Thạch gia tứ tiểu thư Thạch Vô Hạ, đồng thời hóa giải khúc mắc của tam thiếu gia Thạch Vô Giới, không chỉ mang lại sự ấm áp cho Thạch gia, nàng còn cùng Thạch gia huynh đệ phá giải âm mưu của Tô Quang Bình, điều tra rõ chân tướng của huyết án năm xưa. Vừa rồi là top 10 bộ phim cổ trang hoa ngữ mới hay nhất do Triệu Lê Dĩnh tham gia đồng chính. Bạn yêu thích bộ phim nào nhất? Đừng quên để lại comment cho chúng mình cùng biết nhé! Nếu thấy video hay và hữu ích thì đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh Hóng Phim để không bỏ lỡ những bộ phim hoa ngữ mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!